Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình của Đông Bắc Á. Quý vị, trong cuối tuần qua tức là ngày đầu năm và ngày cuối năm thì phía Bắc Hàn đã có những cái hành động được xem là có thể là dẫn tới một cái cuộc khiêu khích đầy thách thức và có thể dẫn tới một cái cuộc xung đột ở tại Đông Bắc Á trong năm 2023 và ngày hôm nay thì tới phiên Nam Hàn cũng đã lên tiếng và có thể cho chúng ta thấy được cái dấu hiệu có thể có những cuộc xung đột ở khu vực Đông Bắc Á. quý vị <laughs> trong ngày hôm qua thì uh, trên tờ South China Morning Post có đăng là phía của nhà lãnh đạo Bắc Hàn là ông Kim Jong Un đã kêu gọi là sẽ có thêm những cái uh, hóa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia ICBM và tăng cường cái khả năng nguyên tử của Bắc Hàn lên gấp đôi. Ok quý vị, chúng ta đi bản tin trước đi rồi sau đó đi bản tin ngày hôm nay. Rồi lúc đó chúng ta mới đi vào phân tích. Quý vị, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un kêu gọi là sẽ có thêm những cái hỏa tiễn ICBM tức là hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia và có thêm uh, gấp đôi cái uh, lượng nguyên tử của 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 Bắc Hàn. Uh, Kim Jong Un đã kêu gọi là sẽ nhân gấp đôi cái uh, khả năng chưa uh, nguyên tử của Bắc Hàn. Uh, bao đó bao gồm luôn cả các cái uh, hỏa tiễn và các cái vũ khí có thể mang được tất cả những cái hỏa tiễn tấn công bằng nguyên tử theo thường trình của giới truyền thông của quốc gia này vào ngày chủ nhật và trong bản báo cáo cho biết đây là một trong những phiên họp quan trọng của của đảng cầm quyền tại bình nhưỡng và kim jong un cho biết rằng quốc gia này gần như là cần phải tăng cường ra tối đa cái khả năng quân sự của họ trong năm 2023 để đối phó với những gì mà họ gọi là hoa kỳ và Nam Hàn có thái độ thù địch theo tường trình của cái đài truyền thông của Bắc Hàn là KCNA. Và đồng quý vị trong đó thì họ giữa à, lúc mà Washington và Seoul đang tìm cách gọi là cô lập Bắc Hàn thì ông Kim cho biết quốc gia con cần tập trung vào sản xuất hàng loạt các cái loại vũ khí nguyên tử và phát triển thêm các cái loại hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia à, và cái hệ thống này một cách nhanh chóng để có thể à, kiểm soát được cái à, khu vực bằng quân sự. Đó là cái lời tuyên bố của ông Kim Jong Un. Tuy nhiên lời tuyên bố của Kim Jong Un thì nó không có gì lạ khi mà ông ta lên gân trong cái vấn đề gọi là phát triển về vũ khí của của Bắc Hàn. Quý vị, tuy nhiên điều lạ là ngày hôm nay chính tân tổng thống của Nam Hàn đã lên kia tiếng là đề nghị là Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ có những cuộc tập trận chung về nguyên tử và hạt nhân. Ok quý vị, trong bản tin mới nhất của đài truyền hình Newsmax cho thấy là Nam Hàn Hoa Kỳ để mắt tới tập trận sử dụng các cái tài sản về nguyên tử, đó là lời phát biểu của ông Jun đã đưa ra. Và trong bản tin thì cho biết rằng Nam Hàn và Hoa Kỳ đang thảo luận việc khả năng có thể tham gia một cuộc tập trận sử dụng những cái nguyên tử của Hoa Kỳ đã lắp đặt tại Nam Hàn giữa lúc đối diện với việc Bắc Hàn đang tăng cường cái đe dọa về nguyên tử và hỏa tiễn của họ. Tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon Suk Yeol đã đưa ra cho một lời phỏng vấn mới nhất. Tờ báo có tên là Chosun Ipo được xem là một tờ báo lớn ở à, tại Nam Hàn đã đặt câu hỏi với ông Jun là khi mà ta tập trận như vậy có thể à, có thêm những cái gọi là à, sự gia tăng à, để à, tăng mức kềm chế hay không và điều này có nghĩa là khả năng Hoa Kỳ giới quân sự của Hoa Kỳ đặc biệt là lực lượng nguyên tử à, có thể kềm chế các cuộc tấn công nhắm vào Hoa, à, đồng minh của Hoa Kỳ và việc mà vũ khí nguyên tử à, là, là, vốn là tài sản của Hoa Kỳ tuy nhiên à, cái à, dự tính nè à, thông chia sẻ thông tin tập trận hoặc huấn luyện cần phải cùng tham gia chung với nam hàn và hoa kỳ đó là lời phát biểu của ông jun đã đưa ra và nói rằng washington đã có một cái thái độ rất là tích cực một cách thầm lặng ở trong cái sáng chiến này ông jun đã đưa ra lời phát biểu chỉ một ngày sau khi mà giới truyền thông của bắc hàn nói rằng là nhà lãnh đạo của bắc hàn kim jong un kêu phát triển thêm vũ khí hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia và là nhân gấp đôi cái số lượng nguyên tử của họ để mà đối phó với sự đe dọa của hoa kỳ à, giữa lúc mà đôi bên đang có những cuộc căng thẳng đối đầu trong ngày chủ nhật thì Bắc Hàn đã bắn một cái hỏa tiễn tầm ngắn ở bờ biển phía đông và trong một cái đêm rất là hiếm hoi ngay trong cái đêm New Year thì đây là cái cuộc thử nghiệm mà tiếp theo sau ba cái hỏa tiễn được bắn vào ngày thứ bảy được xem là kết thúc của năm 2022 và giữa lúc mà các cuộc đối thoại về thảo luận về vấn đề nguyên tử thì ông Jun cho biết là vẫn quản trị cái thỏa ước là sẽ không có phát triển vũ khí nguyên tử và điều này quan trọng quý vị đó là hai bản tin mà chúng ta có được ở khu vực Đông Bắc Á một của Bắc Hàn một của Nam Hàn và bây giờ chúng ta mở cái bản đồ lên để xem vị trí của hai quốc gia này trước khi mà chúng ta đi vào phân tích xem liệu khu vực Đông Bắc Á có bùng nổ một cuộc xung đột sớm hay không ok quý vị à, tôi mở cái bản đồ lên để cho mọi người có thể xem được cái bản đồ của khu vực Đông Bắc Á quý vị đây là khu vực Đông Bắc Á nha quý vị ở dưới đây là Đông Nam Á ở trên đây là Đông Bắc Á thì quý vị thấy là Nam Hàn Bắc Hàn rất rõ ràng và Tôi gần vô thì Bình Nhưỡng nằm ở khu vực này và Seoul nằm ở khu vực này Cái làng ranh đen là cái làng ranh à, biên giới giữa đôi bên thì quý vị ở đây thì ở Asian Turum gần vô thì quý vị thấy đây là cái nơi đang có 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại đây. Đồng thời quý vị ở đảo Jeju, nơi đây là nơi mà Hoa Kỳ và Nam Hàn vừa kết thúc cuộc tập trận không quân với à, quanh tạc cơ tàn hình của Hoa Kỳ và kể cả các cái chiến đấu cơ của Nam Hàn đã tập trận ở tại ở tại đây nghe quý vị và trước đó thì Trung Quốc và Nga cũng đã có cuộc tập trận từ Đài Châu lên tới uh, khu vực ở gần của Thượng Hải tức là khu vực của mới gọi là trà uh, Ch Ch Châu Sơn là Du Xanh nằm ở đây các vị đây là cái khu vực mà tập trận giữa hải quân của Nga và của Trung Quốc OK quý vị đó là những gì mà chúng ta thấy được trong cái uh, diễn biến trong cuối tuần qua và đặc biệt là trong ngày hôm qua thì uh, là ngày đầu năm của năm 2023 thì Bắc Hàn đã bắn thử một cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ở gần bờ biển của Nhật Bản. Quý vị, cái việc mà Bắc Hàn trong suốt một năm qua, tức là suốt năm 2022, họ đã bắn rất nhiều lần các hỏa tiễn đạn đạo và kể cả một cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia ICBM mà họ mô tả là bắn có thể bắn tới lãnh thổ của Hoa Kỳ thì chuyện này chúng ta đã biết rồi. Từ đầu năm trước khi có cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Thì quý vị Vấn đề ở chỗ người ta sẽ đặt ra Bắc Hàn muốn gì và câu hỏi thứ hai là Nam Hàn sẽ đối phó như thế nào cùng với Hoa Kỳ và cuối cùng sẽ đi tới cái kết luận là có thể có một cái cuộc xung đột diễn ra hay không. Quý vị, khi Bắc Hàn bắn thử hoa tiền Đại đạo từ lúc đầu năm à, tức là từ đầu năm ngoái thì người ta nghĩ rằng đây là hành động gọi là tống tiền tức là mỗi một năm tới mùa đông thì Bắc Hàn vẫn sử dụng cái nguồn vũ khí của họ để mà uy hiếp cộng đồng quốc tế và những quốc gia xung quanh để đóng góp nhân đạo và hỗ trợ nhân đạo cho dân chúng của Bắc Hàn đang nằm trong nạn đói. Và năm ngoái, năm ngoái thì vào tháng Giêng thì quý vị Bắc Hàn đã bắn thử mấy lần hỏa tiễn đạn đạo. Thì lúc đó người ta nghĩ rằng là Bắc Hàn đang muốn là đánh tan cái dư luận cho rằng là cái dịch bệnh đang lây nhiễm tại Bắc Hàn. Nhưng rồi thì cuộc chiến của Nga bùng nổ, người ta đặt ngược câu hỏi lại, có phải đây là hành động phối hợp của ông Vladimir Putin và ông Kim Jong Un trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Nhiều cái tin tức của giới tình báo cho rằng có sự phối hợp nhưng lại không có bằng chứng. Thì quý vị, đó là những diễn biến của đầu năm ngoái và cuộc chiến của Nga với Ukraine tới hôm nay là chúng ta thấy là 11 tháng rồi. Thì quý vị, Bắc hàng liên tục và bắn được xem là lịch sử nhất kể từ khi mà quốc gia này đã lập quốc cho tới bây giờ thì cái vụ cái bắn thử hóa tiễn của họ được xem là nhiều nhất năm 2022 tức là nếu mà chúng ta kể từ cuộc chiến năm 1953 chấm dứt bằng một cái cuộc hiệp ước ngưng bắn thì Bắc Hàn đã thử nghiệm nhiều nhất là năm 2022 như vậy thì Bắc Hàn muốn gì thật sự họ phối hợp và Kim Jong Un phối hợp với Putin trong giai đoạn đầu và phối hợp với Tập Cận Bình ở giai đoạn sau hay là Bắc Hàn đi trên cái con đường riêng của họ thì quý vị đây là cái phần phân tích đầu Tôi thì tôi cho rằng Khởi đi là Bắc Hàn muốn phối hợp với Kim Jong Un Với lại Vladimir Putin Và mỗi lần mà phía Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn Đều có liên quan tới cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine Đó là cái giai đoạn đầu Nhưng giai đoạn sau tôi cho rằng Kim Jong Un đang tìm kiếm một cái hướng đi mà không cần phải dựa dẫm vào Nga và Trung Quốc. Do đó, ông Kim Jong Un đánh giá cái tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương giống như hôm trước tôi có phân tích với quý vị là cái chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu trong cái giai đoạn tới là Á Châu là tâm điểm của thế giới thì Kim Jong Un muốn có một cái vai trò lớn hơn nếu có nhiều khu vũ khí mà có tính chất gọi là đe dọa và răng đe thì ông ta sẽ có tiếng nói mạnh hơn trên chính trường quốc tế thì hôm trước tôi có phân tích cái bài này cho quý vị tuy nhiên những cái diễn biến trong mấy ngày gần đây cho thấy rõ ràng Kim Jong Un không phải chỉ có mục đích này. Ông ta có hai ba mục đích khác nhau. Quý vị, việc bắn thử các hỏa tiên đạn đạo nó bắt nguồn từ đầu năm. Rồi sau đó quý vị là cuộc bầu cử của Nam Hàn. Và tới bây giờ thì là cuộc đối đầu của Trung Quốc và Hoa Kỳ trên eo biển Đài Loan. Vậy thì Kim Jong Un thật sự muốn gì? Ông ta đánh giá rất kỹ cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc trên eo biển Đài Loan. Quý vị, nếu như mà lúc trước thì Kim Jong Un vẫn dựa vào Nga và Trung Quốc để làm cái vòng đai bảo vệ cho họ. Ít nhất về mặt chính trị. Nhưng thời gian gần đây, Kim Jong Un đánh giá là trước sau gì cũng sẽ có một cuộc đối đầu giữa hai phía. Dù là phía Joe Biden có chạy vòng vòng trong cái vấn đề của Nga xâm lăng Ukraine thì cuối cùng tới chung cuộc để giải quyết vấn đề này NATO, tức là liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ phải có cuộc đối đầu với Nga. Rồi thứ hai, trên cái hồ sơ của Đài Loan, Kim Jong Un nhìn thấy rất rõ ràng là cái eo biển Đài Loan đang dần dần bị Trung Quốc quân sự hóa, tức là thay đổi cái hiện trạng của eo biển Đài Loan. Và Hoa Kỳ càng lúc càng đổ quân về Á châu rất là nhiều. Thì quý vị rõ ràng cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở tại Á à Châu là một cái điều mà Kim Jong Un đánh rõ là không thể giảm đi được chỉ có mức độ càng lúc càng tăng chứ không có giảm đi được cái mức độ do đó thứ nhất giống như tôi phân tích Kim Jong Un có một muốn có một cái tiếng nói mạnh hơn và thứ hai điều quan trọng nhất là Kim Jong Un nhận ra nếu như xảy ra những cuộc xung đột lớn hơn giữa Trung Quốc Hoa Kỳ Đài Loan Nhật Bản ở khu vực này hay là cuộc chiến của Nga tại Ukraine mở rộng ra, thì đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực trên thế giới tức là một thế lực của khối tự do, một một thế lực của khối độc tài toàn trị. Vậy thì Kim Jong Un bắt buộc phải đi tới một cái giải pháp là ông tâm thứ nhất muốn chứng minh cái khả năng phòng thủ và cái khả năng tấn công của Bắc Hàn để những quốc gia như là Trung Quốc hay Nga có suy yếu, Hoa Kỳ cũng sẽ không đụng tới Bắc Hàn đó là năm vừa qua tức là cái điều đầu tiên kim jong un muốn muốn là thứ nhất là ông ta muốn chứng minh cái khả năng tự lập về quốc phòng của bắc hàn và sẵn sàng có những cái cuộc đối đầu về quân sự nếu như hai thế lực của trung quốc và nga bị suy yếu trong giai đoạn tới không giúp gì được cho bắc hàn nếu cuộc chiến bị mở rộng ra và thứ hai là kim jong un cũng muốn sử dụng cái uh, tư thế hiện nay để mà khiến cho Trung Quốc và Nga phải thương thảo với Kim Jong Un thay vì lúc trước Kim Jong Un được mô tả là underdogs tức là cái quốc gia nằm ở dưới cái cái beo dưới cái lưng quần nhưng bây giờ Trung Quốc phải đối đầu rất nhiều mặt trận với Hoa Kỳ trong đó có kinh tế quân sự chính trị ngoại giao thì quý vị ngược lại Nga thì đang lậm vào cuộc chiến và chưa biết ngày nào cuộc chiến này chấm dứt thì Kim cho ngôn thấy rõ cái tư thế trong cái năm 2023 và 24 là có thể phía nga và trung quốc sẽ yếu thế hơn so với hoa kỳ và đồng minh đặc biệt là liên minh nato ở âu châu và một cái uh, hợp tác liên minh ở khu vực á châu nhật nam uh, nhật nam hàng đài loan úc ấn độ vân vân thì quý vị Kim cho Un nhìn thấy điều này và ông ta muốn đưa một lá bài hợp tác với lại nga và trung quốc các anh không thể thiếu tôi được các anh muốn làm gì làm nhưng mà các anh không thể thiếu tôi được tại vì tôi là một tác động rất quan trọng cho cái chiến lược của các anh đây là một cái thông điệp mà kim jong un đã đưa ra với cả à, nga với cả trung quốc và đồng thời một cái thông điệp chung cho hoa kỳ và đồng minh tại á châu thứ nhất là chúng tôi có khả năng tự vệ không cần giữa trung quốc và nga và thứ hai, cái thông điệp gửi cho Nga và Trung Quốc là các anh vẫn cần tới tôi. Thì quý vị, đây là cái phần mà tôi phân tích từ phía Bắc Hàn của Kim Jong Un. Ok. Rồi bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai là phân tích từ phía Nam Hàn, Hoa Kỳ và các đồng minh. Ok quý vị, Nam Hàn ngay từ lúc mà ông Yoon Se Yeol tranh cử, ông đã từng tuyên bố sẽ cứng rắn hơn với Bắc Hàn. Và mới cách đây 2 ngày Trước khi mà có cái bài nói chuyện ngày hôm nay Mà ông đòi sử dụng cái khả năng nguyên tử Mà Hoa Kỳ lắp đặt ở trên lãnh thổ Bắc Hàn, Nam Hàn đó quý vị Thì ông nói rằng Phải lật đổ cái chế độ Kim Jong Un Bằng quân sự Thì quý vị Rõ ràng Yoon set Young Đã nhìn ra được cái Cái cục diện ở Đông Bắc Á Là phải chấm dứt cái sự đe dọa một cách vĩnh viễn đối với Bắc Hàn. Do đó ông ta đã đưa ra lời cam kết lúc tranh cử và sau khi thắng cử thì quý vị thấy rất rõ ràng Kim Yua, ông Yon, Yun Sech đã bắt đầu liên tục có những chính sách cứng rắn trong đó ông quay trở lại tập trận liên tục với Hoa Kỳ và đồng thời bây giờ quý vị cái mức mà gọi là cái tròn của đôi bên xâm nhập lẫn nhau đó thì chỉ là cái chuyện ở biên giới nhưng điều quan trọng nhất là bắp hạ Bắc Hàn đang phô trương bắp thịt quân sự ông Yun Sech đang đối diện với một cái sự phân vân về kinh tế. Tức là ông ta vẫn muốn duy trì một phần nào đó cái nguồn cung cấp nguyên liệu và à, nguyên liệu tư ở Trung Quốc. Nhưng một phần khác ông ta phải đáp ứng cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ. Thì quý vị, do đó, thứ nhất về à, về cái mặt gọi là quân bình cái mối quan hệ của Nam Hàn vào Trung Quốc, Nam Hàn và Hoa Kỳ. Yun Sejong vẫn muốn thắt chặt với Hoa Kỳ hơn. Nhưng ông ta phải đối diện với cái sự à, gọi là phản ứng của những thành phần được xem là có rất nhiều lợi lộc từ cái mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Do đó quý vị, Yuen Sát ông ta muốn à, từ từ để mà à, gọi là thay đổi cái suy nghĩ của những cái giới này cho thấy cái tiềm năng đe dọa tại Trung Quốc. Nhưng đồng thời, ông ta cũng muốn gửi một cái à, thông điệp cho Bắc Hàn. Thì quý vị, khi mà Bắc Hàn gửi tròn qua, Đầu tiên hết là cái lời xin lỗi của Bộ Quốc phòng của Nam Hàn là đã không bắn rơi những cái tròn của Bắc Hàn. Và ngay lập tức ông kia Yun Seok đã ra lệnh cho tròn của Nam Hàn xâm nhập ngược lại cái lãnh thổ của Bắc Hàn. Thì rõ ràng quý vị, ông Yun Seok vẫn chưa có một cái quyết định dứt khoát trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nam Hàn và Trung Quốc. Về quân sự thì ông ta đã khẳng định. Nhưng về kinh tế ông ta còn lớn cấn. Bởi vì suốt mấy năm mà Moon Jae-in cầm quyền, gần như toàn bộ cái nền kinh tế của Nam Hàn đều lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp nguyên liệu từ bà, từ phía Trung Quốc. Quý vị thấy là uh, Eura, Rare Earth hay là Lutium một số những cái uh, nguyên liệu cho những cái ngành kỹ thuật cao, trong đó có bình điện, trong đó có những cái vỏ uh, về... Uh, À, quốc phòng hay là có những cái uh, nguyên liệu để chế tạo những cái uh, gọi là high-end technology tức là những cái kỹ thuật cao cấp đó là chất rare earth đó. thì quý vị, nó đều lệ thuộc vào phía của Trung Quốc và Trung Quốc đang nắm gần 70% thị phần của thế giới và thời của Moon In thì bắt tay với Trung Quốc cho nên không có vấn đề bây giờ thì nó đã xảy ra vấn đề thứ nhất là Hoa Kỳ đang siết chặt gọng kèm với Trung Quốc và chính ba tầm Cận mình trong giai đoạn trước dùng cái chính sách Zero Covid không cho xuất cảng khiến cho Nam Hàn lơi rơi vào cân lũng củng và có nhiều công ty của Nam hàng phải đóng cửa vì không có nguyên liệu sản xuất. Do đó, trong tư thế tổng thống thì ông Yoon Seok phải từ từ tháo gỡ cái sự lệ thuộc nguyên liệu của Trung Quốc. Một mặt khác, ông ta phải về mặt quân sự, ông ta phải tay bày tỏ cái thái độ là cứng rắn với Bắc Hàn và sẵn sàng hợp tác tối đa với Hoa Kỳ. Thì quý vị, do đó Ông Yoon Seok-yong ở cái giai đoạn này, Ông rất là cứng rắn với Bắc Hàn. Nhưng sự cứng rắn này là tạm thời giải quyết một cách à, gọi là à, tạm thời thôi. Là cái hồ sơ kinh tế giữa Nam Hàn và Trung Quốc cho tới giờ phút này thì Nam Hàn vẫn chưa gia nhập vào cái liên minh sản xuất chip điện tử của Hoa Kỳ. Trong đó có Nhật Bản, có năm có Đài Loan và có Hoa Kỳ, nhưng chưa có Nam Hàn. Thì quý vị có thể cái hồ sơ quân sự nó trở thành một cái điểm rất là quan trọng đối với ông Yun Seok Yong. Thì quý vị, ngày hôm nay, ông lại lên tiếng và ông nói rằng ông muốn quân đội Nam Hàn phải tập trận nguyên tử với Hoa Kỳ. Tức là ông tăng thêm một cái bước căng thẳng với Bắc Hàn. Thì quý vị, cả phía Hoa Kỳ vẫn thấy rõ cái tiềm năng gọi là đe dọa của phía Bắc Hàn. Và thứ hai, Hoa Kỳ đang tìm cách tách rời Bắc Hàn ra khỏi Trung Quốc. Do đó, gần như là Joe Biden ít đụng chạm trừ khi là phía Bắc Hàn khiêu khích. Còn phía Joe Biden gần, gần như là không nhắc nhở tới cái trường hợp của Bắc Hàn. Bởi vì phía Bắc Hàn liên tục thử cho nên bắt buộc Joe phải Biden phải chú ý. Chính ra Joe Biden muốn tách rời Bắc Hàn ra. Thưa quý vị, đây là cái phần của phía Nam Hàn và phía Hoa Kỳ làm cách nào kềm chế và giữ nguyên hiện trạng với bắc hàn trong giai đoạn tới đó là điều quan trọng mà bây giờ muốn giữ như vậy thì phải chứng tỏ cái khả năng nguyên tử cao hơn bắc hàn do đó phía nam hàn mới đề nghị là tập trận chung nguyên tử vậy thì quý vị nếu mà chúng ta cộng lại phía bắc hàn muốn gì rồi phía nam hàn yun sejong tức là ông tổng thống của nam hàn muốn gì thì quý vị rõ ràng Ông tổng thống Nam Hàn vẫn muốn từ từ rút ra khỏi cái ảnh hưởng về nguyên liệu từ Trung Quốc và bắt tay thẳng với Hoa Kỳ. Nhưng ở cái thế khó của ông là giới thương mại của Nam Hàn lệ thuộc thị trường tiêu thụ, thị trường sản xuất và thị trường nguyên liệu từ Trung Quốc. Do đó, ông ta phải từ từ có một cái giải pháp để tháo gỡ tất cả những chuyện này. Nó vốn đã xảy ra dưới thời của kia của Moon Jae In. Thì quý vị, do đó ông muốn dương cái lá cờ cứng trắng với Bắc Hàn để thúc giục phía Hoa Kỳ là phải thông cảm cho phía Nam Hàn trong cái giai đoạn cái, cái nền kinh tế của họ trong lúc ông tháo gỡ ra thì cái vị rất rõ ràng phía Nam Hàn muốn gì và như vậy cái kết luận Đông Bắc Á có thể khởi động cuộc chiến sớm hay không eo biển Đài Loan hay là khu vực của Nam Bắc Hàn thì quý vị trong năm 2023 ai cũng thấy đây là một cái năm rất thách thức về kinh tế, về bất ổn trên thế giới. Trong lúc Hoa Kỳ đang cố gắng chuyển trục và tái lập lại cái trật tự thế giới, vốn đã bị xóa mờ dần trong cái vùng màu xám. Thì quý vị, hồ sơ của Nam Bắc Hàn, hồ sơ của Đài Loan là hai cái hồ sơ mà Hoa Kỳ đang concern, tức là đang quan tâm nhất. Lúc trước thì không phải là Nam Bắc Hàn, nhưng bây giờ với những cái hoạt động của Kim Jong-un thì bắt buộc Joe Biden phải có một cái chiến lược thì quý vị, việc tập trận mà đưa bomber quanh tạc cơ tới khu vực của Jeju là cái điều mà gọi là cực chẳng đã. Tại vì tất cả các cái vũ khí và các cái uh, nguồn lực quân sự của Hoa Kỳ đang tập trung đối phó với Trung Quốc. Thì bây giờ bị chi phối thêm với Nam Hàn. Mặc dù họ đang có 2.000, 28.500 quân tại Nam Hàn. Nhưng họ cần phải đưa những cái đơn vị về hỏa tiễn, về nguyên tử tới Nam Hàn. Thì quý vị giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Cái cuộc mà đối đầu kiểu này thì trước sau gì quý vị, ít nhất cũng sẽ có cái cuộc xung đột ở biên giới hay trên mặt biển mang tính chất cục bộ tức là nhỏ thôi. Không dẫn tới một cuộc chiến toàn diện giữa Nam và Bắc Hàn. Đây là cái mà kết quả của hai bên gọi là đối đầu với nhau thì cuộc xung đột này đã xảy ra tại biên giới, đã xảy ra trên biển nhưng mức độ không lớn bằng năm 2020. Bây giờ thì có thể cái mức độ của năm 2023 lớn hơn. Cái thách thức ở khu vực là quân sự. Bây giờ dường như nước nào cũng tăng cường cái khả năng quân sự của mình. Thì quý vị thấy rõ toàn bộ khu vực Á Châu đều tăng cường ngân sách quân sự. Kể cả cái nước yếu nhất không có tiền là Philippines cũng phải trao dồi tất cả những cái khả năng quân sự của họ và tìm cách thúc đẩy phía Hoa Kỳ, Nhật Bản cung cấp thêm những cái vũ khí cho họ. Thì quý vị thấy rõ ràng khu vực á châu thái bình dương nó nóng lên về hồ sơ quân sự nhưng hai chỗ được xem là có thể dẫn tới một tiềm năng xung đột là eo biển đài loan và hồ sơ nam bắc hàn thì quý vị ai cũng thấy rõ ràng hồ sơ đài loan có thể tiến tới một cái cuộc chiến một cái cuộc xung đột dù nhỏ hay lớn thì bây giờ bất ngờ cái hồ sơ nam bắc hàn lại bùng nổ như vậy thì câu hỏi đặt ra nếu như cả hai cùng bùng nổ một lượt thì sao có rất có thể cả hai bùng nổ một lượt ở Đài Loan ở khu vực của Nam Bắc Hàn thì quý vị nếu cả hai cùng bùng nổ một lượt thì có thể nó lan rộng ra khu vực nhưng chỉ có một bên bùng nổ thì tôi coi đó là cái cuộc chiến cục bộ ở khu vực địa phương thôi ví dụ eo biển Đài Loan hay là Nam Bắc Hàn thôi nó không lan rộng ra trừ phi cả hai bùng nổ một lượt nhưng mà với cái xu thế này rõ ràng Kim Jong Un thứ nhất là tìm kiếm một cái vai trò lớn hơn ở tại khu vực Á Châu và thứ hai dường như ông ta đang muốn chứng minh khả năng để buộc nga và Trung Quốc phải hợp tác với Nam Hàn với lại Bắc Hàn ngược lại phía Nam Hàn Yun Sebin đang trong cái lộ trình chuẩn bị đáp ứng cái chiến lược của Hoa Kỳ nhưng ông ta bị trở ngại rất lớn là cái vấn đề kinh tế của Nam Hàn đang lệ thuộc rất nhiều nguồn nguyên liệu và kể cả cái nguồn nhiên liệu từ Trung Quốc Do đó quý vị, cái cuộc đối đầu ở khu vực ở hai khu vực này cho chúng ta thấy rõ ràng là Đông Bắc Á có thể bùng nổ cuộc chiến. Ít nhất là ở và cái phần của qua Mùa Đông. Qua Mùa Đông thì có thể họ sẽ căng thẳng hơn. Ngược lại khu vực eo biển Đài Loan, mỗi một ngày Trung Quốc vẫn đe dọa tới vùng nhận dạng phòng không phía nam của Đài Loan, gần như là mỗi ngày luôn. Thì quý vị Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan, tức là họ quân sự hóa cái eo biển này. Và gần như là họ có đủ khả năng để mà phong tỏa toàn bộ khu vực khu biển này. Vấn đề còn lại Trung Quốc đang chờ cái phản ứng của Hoa Kỳ, nhất là quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ trong cái năm 2023 đã hứa hẹn là sẽ có những cái touch, tức là những cái cứng rắn hơn với Trung Quốc. Thì quý vị, vấn đề của eo biển Đài Loan trở thành một cái khu vực nóng bỏng. Và nếu như Kevin McCarthy chính thức ngày mai thứ ba là ngày 3 tây tháng 1 trở thành chủ tịch của Hạ viện và ông ta giữ lời cam kết một là mời bà Thái Anh Văn tới phát biểu trên sàn quốc hội hai là ông ta sắp xếp một chuyến viếng thăm chính thức của quốc hội Hoa Kỳ tới Đài Loan thì điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ ra tay họ sẽ phong tỏa toàn bộ eo biển Đài Loan và tuyên bố đây là chủ quyền hải lãnh hải của họ và sẵn sàng nghiêm cấm tất cả các tàu bè bằng ngang qua. Quý vị, Trung Quốc sẽ lợi dụng chuyện này để coi như là quân sự hóa luôn toàn bộ eo biển Đài Loan. Và nếu như phía Đông Bắc Á, Kim Jong Un vẫn tiếp tục bắn thử hỏa tiễn, vẫn tiếp tục làm giàu chất uranium để chế tạo tất cả những cái đầu đạn nguyên tử thì quý vị, hai khu vực này trở thành hai cái lò lửa, hai cái uh, núi lửa thì đúng hơn. Nó có thể bùng nổ bất chợt nó có thể bùng nổ bất cứ giờ phút nào năm 2023. Đương nhiên, tất cả các yếu tố này nó vẫn tùy thuộc vào cái tình hình kinh tế. Nếu tình hình kinh tế mà suy thoái trầm trọng thì kể cả Hoa Kỳ, kể cả Âu Châu, kể cả phía Trung Quốc, Nga hay là phía Bắc Hàn, họ đều cần một cuộc chiến để có thể thay đổi hiện trạng. Thì quý vị, do đó Đông Bắc Á và khu vực của eo biển Đài Loan năm 2023 báo hiệu nhiều nguy cơ có một cuộc xung đột vũ trang hoặc hai cuộc xung đột vũ trang. Đó là chuyện không thể tránh khỏi năm 2023. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiêu tin nhật ký của tôi liên quan tới cái lời tuyên bố ngày hôm nay của ông Yun Seok Yeon là phía Nam Hàn muốn tập trận nguyên tử với lại phía Hoa Kỳ và ông nói rằng những cái tài sản vũ khí nguyên tử mà Hoa Kỳ lắp đặt trên lãnh thổ của Nam Hàn là tài sản của Hoa Kỳ. Nhưng cái quyền chia sẻ thông tin, huấn luyện, sử dụng, tập trận là cần thiết, có nghĩa là mức độ đối đầu với Bắc Hàn sẽ cao hơn. Và điều này có thể dẫn tới một cuộc xung đột ở Đông Bắc Á, cộng thêm những cái biến cố trên eo biển Đài Loan. Có thể năm 2023 là một năm có thể có những cái bất ổn nhiều hơn tại khu vực Á châu Thái Bình Dương và riêng tại khu vực Đông Bắc Á. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiêu tên nhật ký của Phong. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hiêu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!